Hôm nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng. Theo đề án được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký ban hành trước đó, 5 tỉnh thành phố trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thí điểm ứng dụng trong 2 năm, từ tháng 1 năm 2016 đến hết tháng 1 năm 2018.